Đừng live stream khi Sến Chúa đang ở nhà. Sao anh lại lè lưỡi ra thế? Anh đang chờ đợi một nụ hôn của em à? Để im bắn đi Vân ơi. Úi dồi, tập trung đẹp trai chứ. Ba người đang xem livestream cứ đùa. Đáng yêu quá. Trông mà chán lắm. Bắn xong vào với em nhá. Lúa. Bắn xong vào cho Hị ăn chuối nhá. Nhá. Yêu nhất đấy. Yêu. Trông. Đang live stream ba người xem cứ đùa đùa. Này, cái em bé ơi, chú chế này. Yêu lắm rồi. Này. Bật mẹ tôm. Anh không yêu em rút mạng ra bây giờ đấy. Yêu không? Vân ơi, đi vào đi Vân ơi. Anh bảo yêu đi. Yêu. Tha cho mày đấy.